Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua tôi có một người bạn, một người anh, đã cùng với 7 người nữa là thành 8, đến thăm Thầy Minh Tuệ, nơi Thầy tu. Người anh này được phép các cơ quan chức năng cho phép đặc biệt tới thăm, với điều kiện là không có quay phim chụp hình. Người anh này kể cho tôi nghe sự gặp gỡ đó rất cảm động. Ở nơi đó hơn nửa tiếng gặp gỡ và nói chuyện với Thầy Minh Tuệ. Người anh đó bày tỏ sự ngưỡng mộ với Thầy Minh Tuệ. Gặp nơi đó cũng thấy Thầy Minh Tuệ khỏe mạnh và Thầy Minh Tuệ rất là vững vàng. Chính Thầy Minh Tuệ kể cho người anh của tôi đó là tự nguyện ẩn tu, vì hạnh Đầu Đà thì cần phải đi khất thực, nhưng với sự ồn ào của các YouTubers, các TikTokers thì gây rối, gây mất an ninh trật tự và có nhiều kẻ trà trộn không biết đâu mà mò. Nhiều người tốt nhưng cũng có nhiều người xấu thì nguy hiểm vô cùng. Sư Minh Tuệ cũng bày tỏ ước vọng là một ngày nào đó có cơ hội để đi Ấn Độ và đi Nepal, nơi mà Đức Phật đã sinh ra và đắc đạo. Người anh có hỏi Sư Minh Tuệ đi là đi bằng máy bay hay là như thế nào, thì Sư Minh Tuệ nói ước vọng của Sư Minh Tuệ là đi bộ. Bộ hành là một trong hạnh của hạnh Đầu Đà, chứ không phải là đi bằng máy bay. Nhưng người anh của tôi có chia sẻ với tôi vấn đề không có đơn giản, vì đi qua nhiều quốc gia, thí dụ như băng qua Campuchia, băng qua Lào, băng qua Thái Lan, băng qua Myanmar, thì những quốc gia đó đó họ có sẵn sàng chuẩn bị để bảo vệ cho Sư Minh Tuệ về an ninh này và những vấn đề khác. Vì hiện nay sư quá nổi rồi, nhiều người trên thế giới biết rồi. Có nhiều người thương kính nhưng cũng có một số người xấu muốn hãm hại sư. Nên đây không phải là một chuyện đơn giản. Nếu mà có một vị mạnh thượng quân nào đó mà giúp đỡ cho Sư Minh Tuệ đi đi bộ qua những quốc gia đó mà làm được việc tốt như thế, thì quả thật đây là một phước đức cho người đó và cho Sư Minh Tuệ. Tôi biết ông anh của tôi hôm qua thích lắm, vì ông anh tôi rất ngưỡng mộ Sư Minh Tuệ và nói với Sư Minh Tuệ: thưa thầy, sao chân thầy như vậy, cho con hôn chân thầy một cái. Đây là lời kể ông anh của tôi kể cho tôi nghe không. Thì Sư Minh Tuệ nói: không, không, không được, không được, không được, bác mà làm như vậy tổn thọ cho con không có lại được, chân con dơ lắm. Cái ông anh của tôi nói: nhưng mà con vẫn cứ muốn hôn chân đó thôi, con muốn được cái sự phúc đức gì đó của đôi chân trần bụi của sư. Sư Minh Tuệ nhất định không chịu. Thôi con chứng nhận lòng thành của bác thôi, chứ con không dám, không dám, con không dám. Tại Sư Minh Tuệ lúc nào cũng xưng mình là con. Ông anh kể cho tôi câu chuyện đó xong rồi, chiều tối ông anh của tôi lại text cho tôi một cái tin nhắn, đó là: rồi, thấy chưa? Người ta trước đây đi theo Sư Minh Tuệ rồi bày tỏ lòng yêu mến Sư Minh Tuệ ghê gớm lắm, nhưng đâu có biết được người ta có một âm mưu ghê gớm hại Sư Minh Tuệ. Trường hợp đó là trường hợp Tạ Kim Anh. Chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ khi mà Sư Minh Tuệ đi khất thực trước tháng 6 năm 2024, thì có một đoàn người đi theo và có mở ngoặc đóng ngoặc là tăng đoàn đi theo. Trong đó cũng có một người phụ nữ lúc nào cũng kính yêu Sư Minh Tuệ hết. Và sau khi mà Sư Minh Tuệ về ở Gia Lai ẩn tu, thì người phụ nữ này tới tận ngay nhà của ba mẹ Sư Minh Tuệ và nói rằng là muốn làm gì đó ở trong nhà
của sư Minh Tuệ, muốn thay mặt cho sư Minh Tuệ để trả hiếu cho cha mẹ, vân vân. Rất là kỳ cục. Tôi cũng đã làm một clip nói về người phụ nữ này, cách làm đó là làm hại sư Minh Tuệ. Vì người phụ nữ này còn trẻ đẹp mà nói rằng là về đây để thay mặt sư Minh Tuệ, thì coi thử lòng của sư Minh Tuệ có bị động lòng hay không. Muốn trắc nghiệm lòng tu của sư Minh Tuệ. Rồi tôi cũng đặt ra những nghi vấn, ai đó gài cô này để mà hại sư Minh Tuệ nhiều hơn là sự lòng thành. Vì lòng thành nó không có thể như thế được. Thì hôm qua cũng chính người anh đó đã nhắn tin cho tôi, đó là Tạ Kim Anh, đã trở cờ rồi, bây giờ đã lộ mặt ra rồi, bây giờ là chạy theo một ma tăng, đó là ma tăng Huệ Thuận, chuyên môn công kích chửi bới sư Minh Tuệ và sư Minh Đạo. Người này nói là đã từ Việt Nam qua Mỹ, ở tại chùa Dược Sư Atlanta, Georgia, và trở về Việt Nam. Thì không biết là trở về Việt Nam ở Phan Thiết hay ở đâu, nhưng mà Tạ Kim Anh đã xuất hiện với Huệ Thuận để mà bày tỏ sự ngưỡng mộ với Huệ Thuận và phản bác cái việc tu đó của sư Minh Tuệ. Rõ ràng là trước đây ăn nói ngưỡng mộ sư Minh Tuệ, đó là giả vờ bám theo để hại sư Minh Tuệ. Nhiều người hại bằng kiểu đó lắm. Giả vờ bám theo ca ngợi, xong rồi không được như ý thì mới lộ mặt. Tôi cũng đã từng bị nhiều người giả vờ thương mến bám theo. Tôi biết được thì ngay lập tức sau đó, cũng khoảng 1-2 năm gì đó, trở mặt liền. Giả vờ, chiêu mà gọi là giả vờ thương mến, nhưng là bám theo để hại. Đó là Tạ Kim Anh, bám theo sư Minh Tuệ để hại sư Minh Tuệ. Nhưng mà sư Minh Tuệ thì quá vững vàng rồi, tu thiệt, cho nên không thể nào hại sư Minh Tuệ được. Thì bây giờ mới lộ mặt là cùng bọn với ma tăng muốn hại sư Minh Tuệ. Hại kiểu này, hại kiểu nọ. Tôi cũng đã từng phân tách cái gọi là tăng đoàn đi theo sư Minh Tuệ đó. Thì 10 phần thì chỉ có khoảng chừng nửa phần thôi may ra tin được, còn 9,5% là không tin được. 100 người thì may ra chỉ có 2-3 người còn tin được, còn bao nhiêu người kia là có mưu đồ riêng. Vì muốn nổi tiếng hoặc là muốn cái gì đó rất là nguy hại cho sư Minh Tuệ. Nên nếu mà sư Minh Tuệ mà đi khất thực, lần nữa tôi nói thí dụ thôi, thì có một đám người đi theo, thì đó chính là cái mối nguy tôi đã phân tích rồi. Mối nguy hại cho sư Minh Tuệ, không biết họ làm cái gì. Nhiều chiêu trò lắm. Rõ ràng Tạ Kim Anh đây là một chiêu trò. Và điều này mới thấy là bẩn bựa của cái đám ma tăng cài người, cài người để làm hại sư Minh Tuệ. Ai cũng đoán biết Huệ Thuận là chân tay của Thích Chân Quang. Kiểu hại đó là của bên phía của chúng thanh niên của Thích Chân Quang cài cắm vào. Rất là nguy hại cho sư Minh Tuệ. Nhưng sư Minh Tuệ là người tu thiệt, nên phúc đức của sư Minh Tuệ lớn lắm. Động tới một vị mà có chân tu của Phật sống, chân tu của bậc A-la-hán thì không có đơn giản đâu. Nên cơ hội này thì tôi cũng muốn vạch mặt Tạ Kim Anh, vạch mặt cái đám ma tăng Huệ Thuận, vạch mặt cái đám chúng thanh niên cánh tay nối dài của Thích Chân Quang. Thấy sư Minh Tuệ tu thì bây giờ lồng lộn lên vì mất quyền lợi, nên cài cắm người này, cài cắm người nọ, thì bây giờ đã lộ ra rồi. Tôi xin thông tin đến quý khán giả chuyện này đó. Sư Minh Tuệ khẳng định vẫn còn đang ẩn tu, và lời của ông anh tôi đã gặp hôm qua chứng nhận là rất là mạnh mẽ, tu rất là thành tâm và có những cái ước nguyện như vậy, và rất hiểu bây giờ mà đi ra ngoài đó thì rất là nguy hại cho công chúng.
về an ninh trật tự vân vân, và cũng hiểu luôn có những kẻ bám theo mình với những cái mưu đồ làm hại cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì sư Minh Tuệ muốn ẩn tu, không muốn có một sự ồn ào ở trên mạng xã hội nữa. Tôi trước đó có nói với người anh xin phép là làm sao có một tấm ảnh hay là gì đó với sư Minh Tuệ, thì người anh nói cả sư Minh Tuệ cũng không muốn như thế nữa. Và nơi đó chính quyền cũng không muốn có sự ồn ào, để sao để cho sư tu một cách yên tĩnh. Và tôi thành thật là ngưỡng mộ cũng như là sự tôn trọng đối với sư Minh Tuệ về ước nguyện của sư cũng như là các vị ở nơi đó. Cảm ơn người anh đã thông tin cho tôi cũng như là báo cho tôi biết về sự trở cờ của Tạ Kim Anh. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.